Chín rồi mà chưa có ai ăn hết. Rồi ngồi chế ngoảy đợi thôi. Gà sau khi nấu trong lò áp suất cho mọi người có cái độ mềm ngon hơn so với nấu cái lò thường. Sau khi hầm trong lò áp suất chín thì mọi người bỏ ra, bỏ nấm vô, rồi bỏ nấm mèo vô, rồi bỏ một ít đậu hành và tỏi phi vô.